Rồi, mình xem cái đường chỉ tay này của bạn thì mình sẽ thấy những cái vấn đề như sau. Đó là chỉ tay này nói là lúc nhỏ đấy, lúc thời thơ ấu ấy, lúc nó trẻ trẻ đấy, trước cách đây một thời gian đấy, cái cung mệnh của bạn là đã có một lần chết hụt nhé. Lần chết hụt này bạn trông thấy luôn đấy. Bạn nghe rõ không? Có đúng là lúc trẻ bạn chết hụt một lần đấy không? Một ở đây có thể là sông nước hay là tai nạn té ngã gì đây này. Chính xác chưa? Bởi vì mình nhìn cái đường sinh đạo của bạn lúc đầu nó hơi mờ 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 mờ. Mà nó nói, nó báo hiệu là lúc trẻ, lúc thơ ấu của bạn ấy, bạn là một người rất dễ hay đau ốm. Hay đau ốm èo uột và sẽ hay phải đi bệnh viện. Hay đau ốm lắm. Lúc nhỏ có phải là bạn là một người cực kỳ khó nuôi không? Bởi vì cái đường chỉ tay này nó báo hiệu như điều như vậy nhé. Có học hành rồi sẽ có lúc, trong cái lúc học hành đó phải bỏ giờ giữa chừng. Có một khoảng thời gian phải bỏ giờ học hành giữa chừng, chính xác chưa? Bởi vì sao? Cái đường chí đạo của bạn nó bị cắt đôi đây này, nó báo là học hành bỏ giờ giữa chừng đây này. Năm nay bạn 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 lấy chồng được bao năm rồi? 5 năm. Thì đúng cái khoảng thời gian cách đây tầm năm 25 tuổi, năm nay bạn 31 tuổi đúng không? Cách đây 5 đến 6 năm, khoảng có nghĩa là tầm 25 năm, bạn 25 tuổi trên dưới một xíu xíu đấy. Bạn có chia tay một cuộc tình rất là đau đớn. Rồi mới đến với người chồng hiện tại của bạn, chính xác không? Bởi sao? Bởi vì nhìn cái đường tâm đạo của bạn này, nó bị cắt làm đôi này, nó cắt đúng khoảng năm 25 tuổi thì mình báo là cái tuổi tầm đó là bạn lận đận tình duyên, bạn chia tay cuộc tình đó mới đến với chồng bạn đây này, đúng chưa? Rồi cay cú quá à, lấy luôn à. Đúng chưa? Cay cú lấy luôn. Thương người mà phải tội, giúp đỡ người ta trước sau, cho người ta vay mượn tiền rồi bị người ta ăn cháo đá bát, làm ân mà lên oán nhé. Bạn hay gieo cái ân nghĩa cho người ta nhưng mà nhận lại toàn là oán thù thôi, chính xác chưa? Kể cả anh em bạn bè thân thiết hay cũng chính người thân trong gia đình bạn đó. Đây này, mình vừa dự đoán là bạn có số đi xa thì chắc chắn chỉ tay này nó sẽ là báo là bạn có số đi xa, đi xa làm ăn hoặc xuất ngoại đấy nhé. Nó có hai hướng, hiểu chưa? Có hai hướng, một là xuất ngoại rồi đấy, hai là đi xa cái nơi tỉnh thành của mình rất là xa, vài trăm cây số đấy. Nói chung là đường công danh của bạn này trong khoảng năm nay thì bất lợi, rơi vào bế tắc và năm tới cũng xấu luôn. Nói chung là cực kỳ xấu. Công danh lỡ dở, chả ra đâu vào đâu cả. 2 năm tới là một cái năm cực kỳ khó khăn. Bạn bạn có lộc buôn, lộc bán, lộc kinh doanh đấy. Mình nhìn cái đường chỉ tay này nó báo hiệu là bạn thích kinh doanh, bạn thích buôn bán. Trước em có làm kinh doanh ạ. Nhưng có đúng là bạn thích kinh doanh, thích buôn bán không? Thích lắm luôn. Đấy thì chỉ tay này nó hiện là con người có thể mở ra kinh doanh buôn bán làm được nhá. Nên tiến hành mở ra đi, làm đi thì sẽ có lộc rất là nhiều đấy. Có làm lần rồi nhưng mà không thành công. Tất nhiên rồi, mình cũng nói cho bạn biết nhé. Chả có gì mà thành công nó đến dễ dàng cả. Chả có gì trải thảm hẳn ra để cho mà mình tới cả. Mình nói cho bạn biết là cái gì cũng phải có sự vất vả đóng góp. Đàm Vĩnh Hưng muốn được thành danh đến tận tầm này cũng phải đi thi cuộc thi tiếng hát truyền hình tận 7 đến 8 lần mới thành công. Mà bạn thì mới có thất bại một lần mà bạn đã bỏ giờ thì phí quá. Nên đi theo đi, đây là mình hướng, định hướng cho bạn đấy thì bạn sẽ được thành công đấy. Còn mình nói cho bạn với cái hình dáng bàn tay này của bạn, giàu có thì sẽ không giàu có đâu, chỉ là đủ ăn thôi nhé. Và chỉ tay này nó sẽ báo hiệu nữa là bạn sẽ được cha mẹ để lại tiền của hoặc là đất đai, cha mẹ hai bên đấy hứa cho đất, cho đai hay là cho tiền như này này. Có không? Có rồi đúng chưa? Vậy là chính xác nhé. Và cung mệnh của bạn thì cẩn thận, có hạn liên quan đến chết nước đấy nhá, đuối nước đấy. Bạn dễ bị đuối nước lắm. Hồi nhỏ tắm sông đã lần nào chết hụt đây đấy đây, có hạn chết hụt đấy, hạn về sông nước đấy nhá. Bạn xử lý hay làm cái gì, tính toán cái gì bạn
hay đặt chuyện tình cảm lên trước. Vì thế nên hay gặp thất bại. Có nghĩa là sao? Bạn làm cái gì, bạn tính toán cái gì, bạn hay đặt chuyện tình cảm lên, chứ không thẳng, chứ không cương quyết cho lắm, vì thế nên hay gặp thất bại này như thế này này. Rồi làm cái gì cũng hay bỏ giờ nửa chừng đấy. Bởi vì cái đường chí đạo này nó cũng bảo là cái ý chí của mình nó không thực sự là thông suốt cho lắm. Nói chung là số bạn vất vả lắm, vất vả lắm. Ít nhất phải từ 40 mới công thành danh toại được. 40 mới công thành danh toại được. Có cháu nào chưa? Đọc ngày tháng năm sinh âm lịch của cháu đi. Ngày tay là năm 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 tay tháng 10 năm 2017 ạ. Trai hay gái? Dạ gái là ngày tay ạ. Năm tây tháng 10 2017. Sáu tháng tám hai nghìn mười bảy con gái đúng không? Dạ đúng rồi. Mười sáu tháng tám hai nghìn mười bảy đinh dậu chấn mệnh hòa hòa tháng tám dậu tháng tám. Xét về cái bạn này thì sau này học hành trung bình thôi, học hành không giỏi đâu nhé. Tính cách thẳng tính, lớn lên rất nở, hơi ương đấy, hơi ương hơi khó bảo đấy, cứng đầu vô cùng. Bây giờ bạn đã thấy cái độ cứng đầu của cháu chưa? Cứng đầu lắm, đánh đá mà không ai có thể bắt nạt nổi. Có khi ba mẹ nói rồi còn nói lại đấy. Và đứa này nó sẽ lợi về lời ăn tiếng nói nhá, sau này lời ăn tiếng nói nó khôn lanh lắm, người chưa thấy đâu mà đã thấy mồm trước rồi, thấy mồm thấy miệng rồi. Bạn này thì sau này hướng cho theo con đường kinh doanh buôn bán, bạn này sẽ thực hiện được cái ước mơ cho bạn đấy nhé. Có tính dự tính dự sinh cháu cháu nữa không? Dạ chưa biết ạ. Đẻ năm 2021 đấy nhá, để cho nhà đủ bộ tam hợp tỵ dậu sửu nhá. 2021 đủ tam hợp để sinh con thì sẽ thuận lợi. Và trong năm nay và trong năm tới nhá, cẩn thận vợ chồng khắc khẩu nhá, sẽ có đôi lúc cạnh tranh và khắc khẩu đây này. Mình thấy vợ chồng bạn là sẽ có sự cãi vã đây này. Dạ mà suốt giờ thì không có. Nhưng mà trong năm tới đây này, cẩn thận đấy nhá. Nó sẽ thứ nhất là nó sẽ áp lực về tài chính, về công việc, nó sẽ khiến cho vợ chồng suy nghĩ rồi sinh ra cãi nhau thôi, nó chẳng qua là chỉ vấn đề đó thôi. Nhưng mà mình thấy ở đây thì cũng không có gì can hệ gì, bởi vì vợ chồng bạn có thể ăn đời ở kiếp được với nhau. Nói chung cái tuổi thọ, cái đường tuổi thọ của bạn thì cái số bạn vẫn phải một lần chết hụt nữa, nhưng mà cái tuổi thọ thì cũng được tầm bên ngoài ngoài 60, nói chung là ở 60 năm cuộc đời thế là ok rồi. Thắc mắc gì nữa nào? Thế nhá, vậy cố gắng lên. Dạ rồi. Chào bạn nhé. Dạ rồi, cảm ơn ạ.